Cook Ming Ho. Wait, let some people come in. Let me. Chào mọi người đi Phúc. Hello mọi người. Chào ai đó đi. Đây là anh em của mình. Let me share. Thấy chưa? Cái page đó, bằng Úc Việt đó. On the page. Trời ơi, 200 người rồi. Hello, hello, hello. Hello mọi người. Ta đang ngồi đây với 500 anh em của mình nha. Chuẩn bị cắt tóc á. Chào, chào, chào. Đừng gọi tao giang hồ đít mẹ mày. Tình dũ mày cút nha, mày đừng coi nữa. Đừng xem nữa. Nha. Chia sẻ, chia sẻ. Yeah, edit. Lúc mình khổ. Vậy bây giờ mình sẽ cắt đầu môi cho mọi người xem nha. Đây, chào everyone, chào đi, chào đi, chào đi. Có ai đây mà chưa biết đầu cắt môi là gì không? Biết không? Biết không? Phúc, biết không? Không biết, chưa biết. Mày là ai? Tao là Phúc. Phúc, Phúc làm gì? Hôm nay tao sẽ cắt tóc cho Ethan. Phúc đến từ đâu? Đến từ Hải Phòng. Xin chào mọi người, xin chào 600... 600 mấy? 661 người xem. Dạ, không có đủ đâu. Hello anh, hello các bạn nhá. Hello, hello bạn Sư. Sư ơi, Sư ơi, mày qua đây. Sư ơi, qua đây, qua đây, qua đây. Nhanh lên. Dạ. Wow, áo ra luôn. Take your shirt off too. Phúc, Phúc, bạn Phúc có đẹp trai không? 800 người rồi. Bạn Phúc có đẹp trai không? Wow, đẹp quá luôn. Rồi, ok. Tới 900 người mới bắt đầu nha. Tới, lúc mà tới 1000 người nha. Nếu mà không tới thì không cắt luôn nha. Hiểu không? Nguyên Tân Lê Đỏ, can you call my name? Dạ không, không được đâu. Rồi, mình đến nhạc của ca sĩ hay nhất Việt Nam, Huấn Hoa Hồng nha. Cưới gì? Hả? My idol. À. Rồi. Có 1000 chưa? 1000 chưa? Chưa tới. Lúc mà tới mới cắt nha. Không tới, ăn đầu bưởi nha. Hiểu không? Rồi, we got the lyrics. 1000 chưa? À, Linh Thủy ơi, Phúc chưa có nha, chưa có. À, inbox mình cho info nha. Nè, Phúc có nhiều chưa Phúc? Hello mọi người, chưa, mình chưa có nhá. Phúc có làm giang hồ không? Giang hồ part time. Giang hồ part time mà full time làm gì, cắt tóc không? Full time làm cắt tóc. Dạ, ở hai phòng làm cắt tóc luôn ha. Đúng, đúng rồi. Đúng rồi. À, bạn Phúc là người mà chỉ tên chửi tiếng Việt đúng không? Đúng. Đít mẹ. Nè, đít mẹ mày nha. Mời biết nha. Ok, 1000 người rồi, bắt đầu nha. Ủa? Bắt đầu đi. Mai là người cắt tóc mà đứng đây làm gì? You ready? Má đẹp quá. Trời ơi, rồi. Để mình nói trước. Tới tao sợ xấu trái, tới cắt tới đây thôi nha, tới đây á. Rồi, mày yên tâm đi. Yên tâm. Yên tâm con cặc gì. Vậy. Ready? Không. Ok, rồi. Mọi người cắt tới á? Không, tới đây thôi nha. Okay. Tới đây á. Xuống. Okay. Thì hai mày xuống đây nha. Okay. Mà để nó đẹp á. Mày làm đẹp nha. Okay. Không làm đẹp qua ngoài đường đâm nhau nha. Mọi người tin mình không nhỉ? Mọi người nghe không? Rồi, ok. Bắt đầu đi, có một người. Đi. Đủ má nó too short. Ôi trời ơi. Should we cancel it guys? Should we cancel it? What do you think? So we took camera. Fucking hell. Alright, keep going. Oh fuck, beautiful mate. Yeah?
Beautiful. Và mới nói bằng tiếng Việt không ai hiểu mày nói gì hết đó. Đẹp quá, đẹp quá. Mày làm đẹp nha. Đừng là tà xấu trai nha. Beautiful. Trời ơi. Gánh sắp tàn đẹp trai rồi đó. Trời ơi. Trời ơi. Fucking hell. Để cái nhắc đây. Em. Đây, bắt đầu lại. Fucking hell. Đủ má mày nói mày làm đẹp làm gì? Trời ơi. Ủa? Trời ơi. Cái đấy cao hơn. Cho cái này cao hơn đi. Ôi. Đủ má cái đám gì đó. Đẹp không mọi người? Ta nói tới đây thôi. Đi mày. Ta nói tới đây. Trời ơi. Vậy tới đó thôi nha. Nhớ ha. Mình gọi nhau là anh em một nhà. Dù sống chết mãi giữ câu ước thề, vẫn một lòng nhìn về phía nhau cho đến hết kiếp này. Good. Rồi, thằng đẹp trai chưa? Đẹp trai chưa? Đẹp trai chưa? Wow, đẹp quá luôn. Đẹp chưa, đẹp chưa? Rồi mà đủ má chưa, cắt đây. Cắt đây á, nhưng mà ở đây cao hơn rồi. Mày nói mày làm đẹp, mày hứa rồi nha. Tin tao đi. Làm tao xấu trái, tao mất việc luôn. Làm giang hồ full time luôn. Anh em, chúng ta không cùng chung một dòng máu, nhưng đến với nhau. Trời ơi, đẹp. Ờ, mày cũng làm được. Giống đầu ngoài rồi đấy. Mày làm được. Cảm ơn Xuân. Không. Để. Cái cắt đầu môi nè. Cắt đầu môi là đúng cắt đây. Cắt bên này thôi nha. Ok. Đủ má mà làm. Cái này cao hơn rồi. Cái này cao hơn rồi. Phải cắt đây một chút nữa đi. Cao hơn chút nữa ha. Cao lên chút nữa. Cao lên chút nữa đi. Ok. Mày hứa rồi là mày làm đẹp nha. Mày hứa. Đây là lần đầu tiên cắt tóc. Fuck it up. Oh. Ủa, cái gì? Ừ, cũng được. Nhưng mà... Ủa, cắt. Mọi người thấy đẹp không? Cái đấy cao hơn nữa. Đủ má mày làm từ sau trái rồi. Mày nói là mày làm đẹp. Mày hứa rồi. Hiền. Wait. Wow. Tao được đẹp trai chưa? Đẹp trai chưa? Thôi. Để mình coi. Má nó sâu quá Phụ ơi. Cắt nữa không? Muốn ta cắt nữa không? Hay là đủ rồi? Đủ má nó sâu. Đẹp không mọi người? Mình nghĩ đẹp mà. Mọi người nghĩ sao? Nghĩ Phúc làm được không? Do you guys think he did a good job so far? Yeah? They didn't say anything. Nó không nói gì hết. Có nghĩa là đẹp trai rồi đúng không? Đẹp trai. Wong Kudo nói là đẹp trai rồi. Phan Văn Tần nói là đẹp trai rồi. Bảo Phan.
Bảo Phạm không nói gì hết. Không đẹp, không đẹp, không đẹp, không thật ăn cạo chọc. Cắt, cắt nữa không, cắt nữa không. Sắp tới 2.000 người rồi. 2.000 người. Vậy, nhưng mà ở đây cao. Ủa, ở đây cao hơn nhiều mà. Thấy gì không? Thấy gì không? Nên phải cắt nữa. Tới đây nha, tới đây tới thôi đây. Nha. Tới đây, ok. Quay, 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 để mình... để mình... mình phải gắng nghe... Quê, quê, quê. Chỉ có làm thì mới có ăn. Nè. Ra sôi làm ăn đơn giản. Nha. Liều thì ăn nhiều. Không liều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt ngùi. Làm ăn muốn kiếm được tiền phải chấp nhận mạo hiểm nguy hiểm tí nhưng trong tầm kiểm soát, anh hiểu chưa? Sau này chỉ có làm chịu khó cần cù thì mù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu quẩy nha. Đẹp cơm. Chưa đẹp chưa đủ má làm gì đây hả? Làm gì đây hả? Mai phải cho nó straight luôn nha. Đâu má. Nếu mà cái đó không được thì phải làm như thế này nha. Ok. Lúc mình khó khăn, lúc mình khổ, lúc mình phải làm. Lúc mình khó khăn. Không phải là người ta ngu, không phải là người ta dại. Mà chính vì những người đó mình phải nên tôn trọng. Bởi vì những người đó coi mình là anh em bạn bè. Để mình coi. Lúc mình phải làm, khó khăn, khổ, người ta mới đưa tiền cho mình vay. Những người có tiền đấy. Không đâu, không phải là thừa tiền đâu. Người ta coi mình quan trọng. Nhìn bằng nhau chứ. Người ta mới giúp được mình khó khăn. Giống không vậy? Giống không? Giống không? Còn đúng không? Anh em, bạn bè chơi với nhau. Có ăn thì tìm đến, có đồ, à có đòn thì tìm đến. Đúng không? Đúng nhau không? Những loại đấy là anh em. Giống twin, giống twin. Do we look like twins yet? Đúng rồi anh em ạ. Cuộc đời là thế mà cuộc sống không giống cuộc đời. I can like twin. I think so. Sống là số rồi. Không ai biết trước ngày mai ai hôm nay. Giàu có số, nghèo có số. Nên đừng có ghen ghét đố kỵ. Đừng có khinh thường người khác. I think I look nhưng nhau 100% luôn á. Là tự bản, khinh thường bản thân mình. Rồi, Phúc coi nè, coi cái hình này á, làm đúng xác như cái này nha. Đúng làm gì khác nha. Họ đã đi nói xấu người khác trước mặt mình. Rồi, phải làm tiếp. Đó, đó thì đủ rồi nha. Đủ. Nó có even hay sao? I can't see the back. Fuck. It's the back. Okay, so it's got to be like. Đó. Phúc, Phúc coi đi. Đó nha. Nhớ nha. Làm từ đó rồi nha. Ok. Em có sai về ai đi nữa? Em cũng phải xin chấp nhận. Yeah. Fucking you like moi now. Beautiful. Yeah. Nhớ nha. Làm exactly như như thế này nha. Yes. Mọi người ơi, ai đẹp trai hơn? Cái thằng đầu cắt moi này. Cái thằng đầu cắt moi này hay là anh Ethan? Phúc, Phúc, xin nghỉ kinh Phúc. Ai đẹp trai hơn? Ít hình đẹp hơn. Mọi người nghĩ sao? Phúc, Phúc làm đẹp hơn hay là sao? Mày làm quá ok luôn á. Đó tiền mà Phúc cắt tóc luôn á. Rồi. Mình nghĩ sao? Đúng rồi hay sao hay không? Để cái này cao tới đó hay sao? Không biết hay á. Ừ. Phải người ta nó cũng vẫn ăn ý về mà. Những người đó mình phải nên tôn trọng. Thấy cái này nè. Má. Coi mình là anh em bạn bè. Make it even, ok. Khó khăn khổ người ta mới đưa tiền cho mình vay. Những người có tiền không phải người ta ngu đâu, không phải là thừa tiền đâu. Những người có tiền không phải là ngu đâu. Quan trọng hơn tiền bạc, người ta mới giúp được mình khó khăn không khổ. Anh em quan trọng tiền bạc nhá, giúp. Còn khó khăn. Bạn bè chơi với nhau. Lúc mình khó khăn. Có đùi, à có đòn thì không làm được. Những cái loại alright, we'll listen to a different one. Mình nghe idol thay huấn suốt ngay luôn. Huấn Rosie. Huấn Rosie á, không nghe ăn đầu bưởi.
nha. Anh cứt. Nhìn anh Phúc dùng Levi quá. Levi là ai? Ừ, Levi. Ai đang Minh Nhật. Levi là ai vậy? Nguyễn Văn Hùng, Việt Nam cũng yêu Ethan, Ethan cũng rất yêu Việt Nam nha. Mà mọi người nghĩ sao? What? You did it good. Mày làm quá được, quá ok đó. Nhưng mà thế này mày làm gì? Hả? Ô mà. Vậy, vậy, vậy. Dưỡng nhau chưa? Dưỡng nhau chưa? Bao nhiêu gia đình, bao nhiêu anh em của mình. Này. Mình mới sợ. Cái này phải cắt cao lên, cao lên tí nữa. Vì cái tóc của nó dài hơn đúng không? Nó cắt cao quá, mình cái tóc của nó dài hơn á, phải cắt cao lên. Cắt tí chưa? Linh ơi anh làm rất là nhiều ngành nghề. Ủa? Được, tới đó. Đâu tiền mà bạn Phúc cắt tóc luôn, nó làm quá ok luôn ha. Có ai muốn Phúc cắt tóc cho nó không? Nó làm quá ok á. Chỉ có 20 triệu. 20 triệu thôi. Only cut for giang hồ. Giá mà cắt là bao nhiêu Phúc? Giá cắt 20 ngàn. 20 ngàn Việt Nam đồng à? Yes. Còn sao mới nói 20 triệu? 20 là tông đơ. Cho nó coi. Wow, 20 triệu nha mọi người. Cái này cũng mới mua cái này luôn. 2 đồng nha. 2 đồng rưỡi nha. Đẹp không? Ok, keep going. Keep going. Not high enough. Ủa? You're doing good. Of course. Nó, wow, ok luôn á. Trước khi nó cắt, tao nghĩ là nó làm tao rất là xấu trái. Nhưng mà tao hứa rồi trên Facebook á, là nếu mà tới 20.000 follow trong một tuần này, mình sẽ cắt đầu môi. Được chưa? Nhưng mà mới tới gần 60.000 rồi. Mà anh em nhớ là anh em chỉ có clip này thôi, nên ai cũng phải cắt đầu môi thôi nha. Không cắt đầu môi là ăn đầu bưởi nha. Rồi được chưa? Ôi cái mày xăng qua sực sực. We can say that again after we end the live. Rồi được chưa? Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng 100% luôn đúng không? Nè, thấy không? Rồi, được chưa? Ta đâu mắc áo LV đâu. Ta mắc áo ôi giời ơi thôi nha. Áo ôi giời ơi. Thấy không? Mà không có sleeve luôn. Cho mọi người coi muscle của mình luôn nha. Cái áo mà LV á, thấy cái thằng giang hồ kia mà có cái áo LV á, biết là nó giang hồ straight away luôn. Tao á không làm giang hồ đâu nha. Chỉ có thằng Phúc mà làm part time giang hồ đúng không? Đúng rồi mọi người. Part time thôi nha. Part time thôi. Ok, cắt xong rồi nha mọi người. Cắt xong rồi nha. Đẹp trai không? Rồi bây giờ mình đi ha mọi người. Mình cắt xong rồi nha, bây giờ mình đi ha. Mọi người cảm ơn Phúc nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người lần sau. Nha. Mọi người cảm ơn nha. Ok, bye bye mọi người nha. Ok, lại luôn Quân ơi. Chào mày luôn nha. Ok, bye bye. Ôi trời ơi. Ok mọi người nha, thấy chưa, được chưa? Xong rồi ha. Rồi, bye bye mọi người.